Đấy, đẹp không? Cô dâu vẫn còn chưa ra. Cô dâu đi về rồi. Đây là toàn các anh em, các cô bác nhà cô dâu đúng không? Đẹp quá. Ở đây có một cái trang phục mà của người Dao đỏ nhỉ? Dao là Dao đỏ chị nhỉ? Đấy, hoàn toàn khác và đẹp lắm. À, đây. Mặc dù đã có chồng rồi nhưng mà các chị vẫn xinh lắm. Nào, đây là bạn cô dâu và cô dâu nhá. Đấy. Bạn cô dâu có chồng chưa nhỉ? Chưa có người yêu á? Ui ôi. Các chị em nữ, các cụ là dạp chính. Tôi dẫn nhá. Đấy. Đi dẫn đường đi. À. Ok, rồi tuyệt vời quá. Bây giờ ra vào mâm luôn. À, xin chào tất cả các bác nha. Buổi sáng ở cầu Nậm Thuộm. À xin lỗi. Cầu Khuổi Bóc. Đấy. Đoàn nhà trai đang đến đón dâu. Đấy, đây dâu, xin dâu, xin dâu, xin dâu. Đấy, đấy. 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 À, sáng nay là khởi công động thổ cầu nhá. Đây, dạp đây, tối hôm qua các bác say nhấc người. Đây, nhà gái đây, hôm qua đây. Đang trang điểm à? À. Chú rể vào đây. À. Đấy, chú rể bây giờ được vào đây. À. Giao đồ đạc bên nhà gái, giao à, dạ, cho bên nhà trai. Giao đồ đạc à? Đây à? Ba này, con này đấy. Cái này kiếm được, sang nhà luôn tay thôi. Họ nói gì đấy? Họ nói giao cái đồ mà của bên nhà gái, tất cả cái đồ đạc giao cho bên nhà trai. Các cái lễ vật từ bên này của nhà gái thì anh em yêu gì chú bác ấy tặng cái phẩm, tặng phẩm các kiểu ấy. Thì là bên nhà trai, nhà gái là giao cho bên nhà trai. Từ đây đi. Hai đôi gối, một cái mâm, một đôi chiếu, bộ ấm chén, một bộ ấm chén, một cái phích trang phích nước, một cái mâm, một đôi chậu. Anh em cô bác dì chú bác tặng là tổng là tiền bạc của dì chú các bác là tặng 3 triệu, cùng với bố đẻ là 1 triệu là thành 4 triệu. Đấy là tiền bạc. 6 chan nhung, 3 cái mâm, 1 cái đệm. Có hòm lên cho chú. Cái đồ này là lại phải cho ô tô trở về à? Đấy, bây giờ nhà gái muốn làm gì làm đó, bây giờ là giao cho nhà trai rồi. À, thế 4-3 triệu kia? Nhà trai đây là, bây giờ trước khi lấy đồ phải 4 triệu. Trước khi lấy đồ phải hết 4-3 triệu này à? Ai là, ai là, ai là, ai là, ai là, càng ấy nhờ?
đây ở bên nhà trai nó khác kia không? À, bên chia, nhà trai khác kia. Khác chia hết bốn bát này để uống. Vâng. Wow. Càng ấy. Sao không này, sao không là 5 bát mà là 4 bát? Cho nó đủ đôi thôi. Cho đủ đôi à? Thế là bây giờ nhà trai là phải chia nhau uống hết. À. Mang nước vào để hãm à? Chắc thế. Wow. À, uống xong cái là xách ra luôn. À, dạ. Em áo trắng kia căng ấy nha. Dạ. Hết luôn một bát rồi. Uống hết 4 bát mới được ra. Uống hết 4 bát mới được ra. Căng nha. À, dạ. Thành quân hết đi, thanh niên hẳn là đi nhiều thanh niên thế. Đây, dạ. Đây còn mang thêm bát vào nữa bổ sung à? À. Thiệt Đồ dầu đâu? À, lại do thêm. Con này được con gì? Nếu mà chọn cho mình thì mua nước tới đúng như thế nào? Muốn cho làm mạng lâu đi nữa. Bài này để bài tặng sơ giải phóng. Bài này, bài từ trung miên là bài. Có đào kẻ bài ba lư đi mà hiểu à? Bài từ trung miên đã. Bây giờ cũng được để sản nhá. Mà nằm trên mà. Tại tại tổ số 3 đó. Nó cầm lốc này. Nhưng mà còn nhiều người mà. Có lại. Nó làm cái đó. Dạ. Làm cái đó. Không cái thứ không ở bài nữa đặt thuốc, nó đâu đặt bài vô. Bài lưu đằng đồ nga. Bài đó lì đó. Uống hết chưa? Uống hết chưa? Đây mấy thanh niên này, đây còn thanh niên này nữa. Đấy. Đây là giờ không phải thanh niên nữa là bà đấy. Qua không nhiều, qua ra được nhiều quá. Hết 4 bát rồi à? Chưa. Đấy. Bây giờ gái bên này lại đi sang bên kia đây đúng không? À. Đấy bây giờ mình đến Càng nghe nhỉ? À đấy, thanh niên này lấy được cái đệm ra rồi. Bây giờ đến khâu không gì nữa đấy. Khâu vái lại tổ tiên à? Rồi là vái lại tổ tiên. Vời. Nam con mẹ con đi cả to. Nuôi mình níu mẹ bố mẹ cả. Mà tao tiêu. Diễn tiêu à. Bắt thuốc nào vậy? Thuốc đi lô tôi đi xe không phải uống à? Đây là hai thanh niên này vẫn tỉnh nhỉ? Thanh niên không phải uống sao không nhỉ? Em có mà. Đấy, lại đưa rượu vào nữa. Ai dạ, căng rồi. Ừ. Đang bàn giao áo và váy à? Căn à, căn đội à? Bây giờ là thành gái người Tây rồi đúng không? Mặc áo Tây rồi. À, nhưng mà vẫn phải đội khăn người da về nào. Anh đợi đội cái gì đấy? Khăn. À. Chùm mặt luôn á?
chung ngày thì lao động. Cho che mặt chứ. Cho... ngày xưa các cụ là chùm hết mặt đấy. Còn cứ đi lại một tí bếp được rồi. Đó hả mình lưu nhỉ mà. Đội đội hình này là đi đi sang kia đây à? Vâng, bên à, dạ. Bên nhà gái phải đi sang bên kia. À. Đúng theo phong tục luôn. Ừ. Đấy, gái đã ra khỏi nhà. Bà vua hết cái con. Ừ. Phải, phải, phải cho xuống bếp nữa à? Vâng, cho xuống bếp. Xuống bếp làm gì nữa? Đi lại thần bếp. À, đi lại lại thần bếp nữa. Thế thôi à? Vâng. À vái 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 thần bếp. Ừ. Mình đi đấy. Chào bà, chào bà. Phong tục mà về cho con cái nó mát mẻ, thuận buồm xuôi gió, yêu thương nhau. Rồi, cảm ơn bà nhé, tôi xin cháu về nhé. Cảm ơn bà nhé, bây giờ bà phải giúp nuôi, giúp chăm các cháu đây. Cái gì thì bắt bà lấy các cháu về để nuôi bà thôi, chứ còn bà sướng hay là khổ thì các bà cũng phải giúp các cháu đây. Các cháu có cái nhau hay cái gì rồi, các bà mới phải dặn bảo bà uống rượu đi em. Bà uống, bà ở bên nhà gái không anh? À, tí sang bên kia để uống à? À. Ông ơi, để một tí ông ạ. Ừ. Chào, tay khỏi nó có miệng này mời. Đi đi. Lấy đi anh. Đi đi. Quay quay nó. Còn kéo này cắt cắt gì đây em? À, kéo mình cắt cái gì đấy thì cắt gì nữa à, cắt cắt dây dơ hồng à hay cái gì đấy à. Bà ơi. Bà ra. Bà ra. Bà cũng về. Tối nhiều việc lên đi cả nhà. Giò thì ở hố. Từ ghi. Bà cháu về. Ừ. Cháu về nhá. Cảm ơn. Cháu hỏi anh đi vui là mà. Chứ đi tỏa phải thì cháu đi là mà nãy hả nó đau quá. Cái này hả? Con mà con hả nó tỏ hên hả? Phải hả hoài quá hả? À, chùa con bố với con đi lối ra được đi thăm về đưa cháu về đúng giờ với gia tiên nhá. Vâng. Đi cẩn thận nhá. Chào các ông các bà nhá. Vâng. Dạ. Đi không? À đây 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 đây. lên xe qua cầu. Đấy. Em cũng biết là có anh không nhỉ? Đang em ngồi với chị được. Rượu đi, đấy, uống hết đi. Đây. Đây còn nửa ly. Đấy, nhà gái mạnh dạng mời đi. Uống xong rồi mời nhầm người này chứ. Mời người chứ. Bố bạn này mời đấy, đúng không? Chúng mày có cái gì? Đấy. Ở đây mà đây.
Đấy, mời đây, mời đây. Không tí nữa, nhà trai đây, bảo nhà gái là yếu quá đấy. Đấy, thanh niên này được ấy. À, ôi, mặt lên, lên mặt rồi, lên mặt rồi. Đấy, những cái thanh niên này là không uống nên là không sao, thanh niên kia là cháu uống mà. À, thế... cháu uống nhiều mấy con đây. Đây là trưởng trưởng đoàn nhà bác nhỉ? Vâng. Trưởng đoàn mình nhà trai nhà gái nhỉ? Vâng, nhà trai. Nhà trai ạ. À. Ra cầu. À, trai làng lấy gái làng sướng nhỉ. Thôi, họ đón gái làng mình đi rồi. Hôm nay không mặc đẹp như hôm qua rồi. À, họ bảo là họ đón đón gái làng mình đi rồi. Làng mình lại đi mất một người rồi. Rồi phải kéo thêm một người về thôi. Tôi mong cô bán là gì ấy, tại nhiều thứ thì thôi, cái nát đã. Dạ, dạ, dạ. Chân trống kìa, chân trống, chân trống. Ừ, rồi, chân trống, chân trống. Đây, tôi làm cái. Ừ, phải rồi. Ây da, đưa cả người, đưa cả quà đi thôi. Đưa quà đi. Được, 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 được. Ờ. Đưa đưa hết người làng mình đi này chứ giờ. Bây giờ xe hô thì làm ở nhà. Đó, mà chứ nó phải thôi xe như là xe nhà nhà. Bây giờ mặc áo như qua là đẹp. Đẹp. Đằng sau có một hai xe nữa. Nó quê tôi mà, nó to tôi. Mà đi là khá là quê. Đưa đâu ạ? Trời ơi, đi chơi. Trẻ quá. Bà trẻ, trẻ quá nhỉ? Đấy, nhà gái này buồn rồi, trai nó đi hết rồi.